giới thiệu anh em tính năng camera 360 siêu nét của phiên bản TechPad T24. Đây, đây là độ nét 2K anh em ạ. Anh em thấy không? Đây, nó nhìn từ trên trời quay xuống này. Ui rồi Kia Seltos đấy, có biển số đầy đủ luôn. Em thấy chưa? Nó ghi lại hành trình 4 hướng anh em nhá. Có nghĩa là gì? 4 mắt camera này là 4 camera hành trình. Đấy, nó lưu lại hết, nằm ở trong cái USB mà chúng ta có thể xem lại hết tất cả mọi thứ. Đây. Anh em yên tâm luôn. Đây là bên trái này, bên phải này, đằng sau này, phía trước này. Đó, rồi. Đặc biệt nhá, cam 360 này nhá, là khi mà anh em gọi là lùi liếc các thứ ấy là quanh lại các thứ luôn. Đấy. Rồi. Mình sẽ tiến sát cái chiếc xe bên phải. Đây. Anh em thấy chưa? Nếu mà lái mới, ví dụ như mình lái lâu năm đi, mình cũng không thể dám là đậu sát như thế này. Bởi vì lỡ may va quệt vào họ thì rách việc lắm. Nhưng mà có hệ thống cam 360 thì hỗ trợ rất là tốt. Đặc biệt là cái phần 3D này anh em này. Từ cái xe ra đến đây nếu mà nó sát thì chúng ta mới lo chạm, còn không thì không lo chạm. Đấy. Sao? Quá là ok luôn, rất là nét đấy. Đó. Em thấy chưa? Rồi, cái hay của cái này nữa ấy, là chúng ta bấm cái nút hand jack này này. Đây. Là nó ghép hai đầu xe. Cái này mà đi qua ngõ chợ thì đúng không? Tuyệt vời không mặt trời luôn. Đấy. Rất là nét, hai bên là hai cái cột hai bên thì không phải suy nghĩ, không phải ngó nghiêng. Đó. Rồi, nó có thêm cái tính năng này nữa mà mình cũng thấy rất là hay này anh em. Đó là khi mà chúng ta gài số lùi. Đây mình sẽ gài số lùi này. Đấy nha. Đấy, quay ra đây này. Gài số lùi. Thì nó hiện ra số lùi, nhưng chúng ta muốn kiểm tra hai đầu hai bên xem thử thế nào, bấm vào số đuôi này, đây là hai cái bánh sau. Hai cái bánh sau chúng ta có thể xem sát được. Đó. Hay chưa? Rồi. Như vậy là chúng ta muốn xem hai bánh sau như thế nào này. Bấm hai cái đuôi đằng sau, hai bánh trước như nào, bấm hai cái bấm cái đầu xe bên trước. Đó. Và với cái độ nét 2K thì anh em yên tâm về độ sắc nét luôn. Thật sự là quá tuyệt vời luôn. Đó. Ngoài ra nữa nha, thì hệ thống này ấy, nó còn thu nhỏ nếu như anh em cài đặt là cái chế độ là gì? Dưới 30 km/h, nó tự động thu nhỏ cái này. Đây, vào cài đặt này. Chúng ta sẽ vào cài đặt đấy, tác vụ này. Thu nhỏ khi tốc độ trên hoặc dưới 30. Đó. Mở camera khi tốc độ giảm dưới 20 km/h. Có nghĩa là khi mà anh em chạy chậm ấy, dưới 20 ấy, thì nó sẽ thu nhỏ như thế này. Đó. Để làm gì? Để chúng ta có thể xem bản đồ tất cả mọi thứ. Thì đây mình sẽ test thử cho anh em này. Đấy. Khi mà chúng ta chạy tốc độ chậm thì xi nhan nó sẽ hiện lên. Còn nếu mà chạy nhanh thì nó sẽ không còn hiện lên nữa. Và cái hay nữa của cái này là nó có tích hợp cả gì? Bản đồ cảnh báo tốc độ bản quyền của Vietmap. Đây là cái bản đồ Vietmap Lite. Đi 300m nữa vào bùng binh và đi theo lối ra thứ nhất. Đó, nó sẽ đọc. Và cái mà ngoài K360 và cảnh báo tốc độ ấy, thì một cái tính năng rất là hữu ích đó là tính năng ra lệnh giọng nói. Mình thấy là gần như anh em đi lắp máy Android là vì cái tính năng này. Bởi vì là chúng ta ra lệnh nghe nhạc, mở video nhạc trẻ remix. Đấy, anh em chỉ cần bấm vào trên vô lăng đó, là YouTube nó sẽ chạy ra cho chúng ta để mà nghe nhạc, để mà xem phim. Đấy. Rồi có thể ra lệnh để mà sử dụng những cái câu lệnh khác, ví dụ như là tính toán hạt giá vàng ngày hôm nay. Hiện tại vàng SJC tại Hồ Chí Minh có giá mua vào là 81.800.000 đồng một lượng, giá bán ra là 83.800.000 đồng một lượng. Ngoài ra anh em có thể là ra lệnh bất kỳ một cái câu lệnh nào mà anh em cần, chỉ đường này, nghe nhạc, xem phim, tất cả mọi thứ là đều được. Đấy, bản đồ cảnh báo tốc độ cũng ra lệnh giọng nói. Thì với một cái Hà Nội khá là đông đúc mà anh em lái mới hoặc là các chị em thì đừng tiếc cái hệ thống K360, nó sẽ giúp cho chúng ta lái xe rất là nhàn. Đấy, rất là nhàn luôn anh em. Đấy, công nghệ bây giờ nó hỗ trợ rất là nhiều rồi. Đấy, chúng ta có thể đi vào ngõ hẻm các thứ với cái hệ thống này thì không cần phải quá là lo lắng. Đấy, chị gái chị đứng ở đây này.
mà chúng ta chèn vào chân thì lấy gì đền. Đây thấy không? Úi trời ơi. Rồi nha, mình bấm vào nút hand jack này. À, nó sẽ ghép hai cái đầu xe giúp chúng ta đi trong ngõ hẻm rất là tốt. Đó. Và với cái phiên bản mà cam 360 như thế này thì nó sẽ có hai bản, một bản là 2K và một bản là HD. Độ nét là Full HD thì mức giá của nó đang là 8,8 triệu màn hình tích hợp cam 360 và tặng bản độc quyền online. Còn nếu như anh em lắp cái bản 2K này này thì nó được tặng thêm cả bộ cảm biến áp suất lốp, độ nét 2K, cam độ nét 2K và tặng bản đồ cảnh báo tốc độ và cả cảm biến áp suất lốp. Mức giá là 13,8 triệu. Mình nghĩ là nó đang sale từ 16,8 triệu đến 13,8 triệu, rất là hợp lý anh em. Cấu hình RAM 4GB. Nên là anh em mà có nhu cầu thì có thể là nghiên cứu để lắp cho chiếc xe của mình với hai cái thế hệ TechPad 24 360. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bên mình thì chuyên làm những món này nên là hoàn toàn yên tâm luôn. Cảm ơn anh em theo dõi video. Bye bye.